mẹ. Em nghe đây bác ơi. Là làm gì đây? Con đang chuẩn bị edit và mới tắm xong. Mẹ, cái video con edit đó mẹ. Có cái con làm cá này kia. Con mang cá ra ngoài. Ê ơi xấu nhưng mà nhìn chán lắm. Có hôm con làm còn tốt hơn tại con dao nó cùn đó mẹ. Và con mà con làm con mang ra ngoài vườn con làm cho giống các bác hồi xưa. Trời ơi tự nhiên đúng nhớ cái thời mà nhà cũ mà. Cố tình làm xong. Nó có kiểu như hoài niệm. Con nhớ hôm đấy hình như là anh Đen với lại mấy bác trong nhà đi câu cá xong bắt được hai ba con cá lóc về. Xong rồi hả mọi người bà ngoại nấu cháo cá lóc. Mẹ nhớ không? Con nhớ, con không hiểu sao cái ký ức đấy nó rõ ràng lắm luôn. Kiểu con vẫn cứ nhớ mãi. Tại vì con nhớ đó là lần đầu tiên con thấy bắt cá sống về xong rồi đã chặt đầu nó rồi mà nó vẫn bơi, nó vẫn dậy, ý là nó dậy. Mày phải đem ném giấy vô nó mới cháy lên. Con cứ nhớ mãi. Mày có giấy rồi hả? Có bật. Ê, bây giờ là phải bật mấy cái nhạc mà ông Văn Thánh này nghe vào ta. Dai thì cười nha mọi người xem chị. Cười đi. Sống luôn. And up. Services group. Sáng tháng 7 trời chưa lạnh, nhưng đứng ở trên cao mà nhìn ra sông nước, người ta thấy trời đất cỏ cây ướt sũng một thứ hơi đùng đục, khiến người ta linh cảm như sắp có một cái gì làm cho ta bứt rứt, làm cho ta tấm tức. Trời thấp tè tè, thỉnh thoảng lại có một làn gió ướt thoảng qua, ai cũng đoán là sắp mưa. Quả nhiên mưa thực, nhưng cái mưa gì mà buồn không chịu được. Nó lai dài như muốn cứa vào thần kinh ta. Nó tạnh một lát rồi lại mưa. Mưa đều trên mái nhà, mưa đều trên bụi cây đồi cỏ. Có lúc im phăng phắc, nhưng có lúc lại chút xuống ào ào. Rồi lại mưa đều đều, và cứ mưa như thế hết ngày ấy sang ngày khác, hết đêm nọ sang đêm kia. Chán không để đâu cho hết, mà dầu dĩ trong lòng không biết bao nhiêu. Bao nhiêu ước mơ đã quên đi trong những ngày hè oi bức. Có tiếng đàn ông cười giòn tan, có những bóng dáng phong lưu in vào trong con mắt, có những câu nói hữu tình đẩy đưa những con mắt hữu tình. Tự nhiên không biết từ đâu trở lại, làm cho con tim trời cho đa tình. Đau như thể có một bàn tay nào bóp khẽ. Cho Giang xin thích bò đây, đứa này nó nhiều lắm á. Chúng mày cho Giang xin thích bò. Tại vì bên này là có rau ngủ nên là có. Ở đây có rau cổ nè. Đây rau cổ. Thank you.
Thank you.
trời rơi xuống. Nói chung là quan viên hai họ và dành thời gian để chung vui cùng gia đình gà tối hôm nay. Hôm nay thực sự là một ngày rất là vui của tôi khi được chứng kiến con trai trưởng chờ rất thịnh là một trang sử sách mới, và điều đó càng làm tôi tự hào thêm khi chứng kiến con trai con đã may mắn đã gặp gỡ và kết hôn với Phạm Thị Hồng Giang. I'll be coming home.